Rồi, clip này mình xin nói rõ về bài 57, bài bền hoặc là những bài full max power 57 luôn. Bài bền không cơ khí hoặc là cái bài mà mở chảo cơ khí rồi móc nạp xả nữa của bài 57. Thì bạn nghe bài 57 dinh dinh thì có nhiều loại nữa bạn. Nhưng mà cũng nằm trong cái độ bền cho bạn đi phượt là ok. Độ bền nó không kêu quậy, nó không kêu quậy như 62 các bạn, không có nằm đường. Nói chung là độ bền gọi là 9 10 8 10 với zin đó các bạn. Thì cái thường thường các bạn làm bài 57 á, 57 zin zin á, thì đầu tiên là bạn chọn bài bền turin không cơ khí không hóa chảo súp bắp để zin các bạn. Thì nó là cái bài mà giống như úp một cái khuôn của chiếc xe 150i vô. Là thường thường người ta sẽ lọn lòng 150 hoặc lòng FZ Vision. Cháy bê tông nó sẽ đầu lõm nha. Còn cái chảo á, thì nó sẽ là chảo zin. Chảo zin đây, bốn số bắp nhỏ là bốn số zin của bạn luôn, giữ lại luôn. Là 17, 19 và lỗ nạp xả nó cũng giữ nguyên luôn, không có đụng cơ khí móc máy gì ở trong, là coi như giữ nguyên 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 zin của cái đầu bò đó bạn. Đó thì nó sắp theo là trái bê tông đầu lõm như vậy, bê tông FZ Vision là đầu lõm các bạn, đó đầu lõm như vậy. Đó cây cam thì người ta sẽ chọn là cây cam từ 5 ly 2, 5 ly 3 cho cái bài này. 5 ly 2 là lấy cây cam mẫu của 150 và Vision đó bạn. Đó là người ta sẽ chọn những cây cam đó các bạn, là nó phù hợp với cái dạng hơi giống như xe 150 các bạn. Đó là cái vấn đề đó, là mình thường thường là bài đó là bài bền còn như zin luôn các bạn. Đối và lò xo đầu thì người ta sẽ chọn là lò xo đầu gọi là cộng sợi 2.8, là cho bài 57 zin zin á. Sợi cộng 2.8 là nó vừa, nó không bị nặng quá và nó không có bị ré khi mà tua cao là ok nữa các bạn. Đó là sẽ chọn cái đó, là bài 57 zin zin, bài bền không gia công cơ khí, là up gọi là nâng cấp đồ xịn vô thôi á, nó up đồ ráp đồ là nó đơn giản như vậy nha bạn. Đó cái trái bê tông lõm á, nó cho mình là đi xa là nó họ đỡ thốn hơn các bạn, nó chạy gọi là nó không có gằn máy lắm, dạng hơn nó dịu nhẹ các bạn, bởi độ bền rất là cao, nó chính hãng Yamaha các bạn, Indo đó, phù hợp với cái chảo zin, phù hợp với cái chảo 150 luôn, chảo 150 và chảo 135 y như nhau các bạn, là ok, là đúng dạng hơi của nó, tỷ số nén của nó. Và bình xăng thường người ta sẽ chọn cho bạn nhiều loại lắm, trên thị trường có nhiều loại bình xăng này nọ màu mè các kiểu các bạn. Nhưng mà bình Trung Quốc hay là bình Nhật tùy theo giá tiền, nhưng mà mình tư vấn bạn nên chọn những loại bình đắt tiền thiếu tiền nào của nấy, tại vì cái bình xăng á, lên á, là cái tay ga bạn nhẹ nó khác nhau rất là nhiều. Cũng cùng một size bình xăng như bình xăng 28 mm, nhưng mà các bạn lên dặn cái độ nhạy nó không có bằng, nó không có giọt đi. Cái bình xăng cũng tác động vô cái tốc độ xe bạn rất là nhiều các bạn, cái cảm giác á, gọi là tác động vô cảm giác bạn rất là nhiều. Nếu như bạn đi bình xăng rẻ tiền á, thì cái độ nhạy của nó dặn nó đi rất là ì và rất là nặng, nó cảm giác không có trôi xe. Còn khi mà bạn đi bình xăng xịn, dù bình xăng xịn là mình nói như thương hiệu Uma rồi đi, thì lên rất là nhẹ, dặn tay rất là nhẹ. Hay là BWK, cái bình BWK 28 của Nhật, bình nó tới 3 triệu mốt luôn, nó rất là cao, nhưng mà tiền nào con ấy lên rất là nhẹ xe và cái độ ăn xăng rất là ít các bạn. Thì trong mà gói mà 57 mình thường chọn là bình LS, LS Thái hoặc là bông mai Thái đó bạn. Đó 57 không cơ khí thì là chạy độ ok rồi. Còn bạn nào mà có điều kiện thêm nữa thì sắm bình Uma 28, đó là mình đang tư vấn cho bạn mà chơi xe mà chơi đúng độ đó. Bình Uma 28, BWK Uma 28, hoặc là bạn nào có điều kiện kinh tế là BWK 28 của Nhật xịn, bình nó tới 3 triệu mốt, 3 triệu 2 rồi. Nhưng mà chất lượng là khỏi bàn cãi các bạn, là của Nhật mà, nó không phải là gọi là của Đài Loan hay Trung Quốc gì các bạn. Tiền nào của nấy,
ít ăn xăng, chạy rất là nhẹ ra, dặn là đi, nghe bạn. Cái đó là cảm giác, mình không có nói nhiều, tại vì mình truyền đạt các bạn những cái thực tế trên mạng người ta đó bàn về cái mấy cái bình đó, nghe bạn. Đó. Ok, đó đó mình tư vấn các bạn đi. Thì các bạn nào mà có điều kiện thì nên đi những cái bình gọi là cao cấp. Còn bạn nào mà kinh tế ok thì cũng chọn những cái bình loại được như Thái, thực lẽ Thái, bông ngoại Thái này nọ đó là cũng ok rồi các bạn. Đó đó là những cái bài bền mà chảo zin, súng mắt zin, chế bê tông lõm dạng hơi ok, cái cam nhỏ, cam của 150 đó là bài bền cho các bạn, là đi xa là không sợ bị phá máy. Các bạn, mình có tư liệu về clip mà hai chiếc 57 zin zin của mình quay lại mình quay chơi vậy đó, là người ta đã làm một năm là độ bền như zin im zin. Thì các bạn có thể mà xem những clip của mình là bằng chứng là 57 zin zin này á, bài bền này á, là nó chạy cả năm nó không bị gì, chủ yếu nhớt nước là ok. Các bạn, các bạn có thể tham khảo là bài 57 zin zin không cơ khí đó đó. Các bạn đừng có sợ mà độ xe mà hư hao này nọ, tại vì mình làm xe mình có bảo hành cho bạn hết, mình bảo đảm là bạn chạy là khỏe, xe độ bền là cả năm, các bạn. Các bạn đừng sợ, mình đang tư vấn và hướng dẫn các bạn chơi xe mà đúng bài, thực tế không khóa xe, không có tiền mất tật mang đó các bạn. Rồi, mình qua tới cái bài mà full max power 150 là 57 full 150 max là cơ khí này nọ đó. Các bạn đi chơi xe, các bạn nói người ta làm bài 57 nhưng mà các bạn phải hiểu rõ là 57 xúc bắp gì. Bạn muốn để chảo zin, xúc bắp zin hay không cơ khí, hay là bạn muốn cơ khí để cho nó rắc kinh chút xíu, nghe bạn. Thì bạn coi nè, xúc bắp nè, này nè, xúc bắp này là lỡ là 18 19 này mình cũng nói là 19 22 là bự nhất nè. Đây so xúc bắp nhỏ, đây bỏ đó hoàn bài này. Đây xúc bắp này là lớn hơn 2 ly bên đây các bạn đó. Rồi lớn 3 ly không bạn, không bự hơn nè, đưa ra. Thì thường mình làm cái bài mà này á là bài full max power 150 á, là mình sẽ chọn xúc bắp 19 22 xúc bắp lớn, và lỗ nạp xả mình sẽ móc móc cho rộng ra để cho nó nuốt nhiên liệu nhiều xíu các bạn, và xả ra đó. Thì qua tới cái bài này á, full max 150 chúng ta sẽ chọn bê tông đầu lòi. Đầu lòi đây nó cao hơn. Đây đầu lõm nè, đầu lõm cái bên không? Thấy không? Đó. Chảo mình sẽ chọn một cái chảo vẫn giữ zin mà cái hình chảo này để liên chi không? Nó sẽ không khóa chảo mà dạng hơi của trái đầu lòi nó tống lên. Nó sẽ cho cái tỷ số nén nó cao hơn chút xíu để cho tạo cảm giác xe bạn dặn là đi, dặn là đi, dặn là đi nha các bạn. Đó, bê tông lòi và chảo nhỏ nhưng mà xúc bắp lớn, nạp xả lớn, nạp xăng và xả xăng rất là lớn nha các bạn. Đó ok nha các bạn. Đó thì đi tới bài này thì thường thường có loại lồng là lồng xịn, là thường thường mình giới thiệu cho bạn, mình hướng dẫn bạn chơi xe và mình nói những bạn đã biết rồi thì lồng ICS mình không có thuốc, mình luôn luôn tư vấn các bạn chơi đúng đồ. ICS là lồng chất lượng thì ai cũng biết, thì mình có nhiều loại lồng cũng giá tiền thấp hơn và chất lượng hơn, cũng chất lượng, nhưng mà thì lồng ICS là thương hiệu các bạn, thì mình thấy cái nào mà ok mình tư vấn bạn chơi những bạn chưa biết. Đó thì lồng ICS là ok, nói chung mình dao động là 2,5 triệu một bộ, có lồng từ 2 triệu, nói chung lồng đò tùy theo giá tiền kinh tế từ 2 triệu đến 2,5 triệu nữa bạn, bạn có thể chọn, nhưng mà lồng ICS là tới 2,5 triệu vì cái lớp kiến nó dày, cái lớp kiến nó dày để mình tháo ra. Đây. Lớp kiến này dày, đường nước nó nhiều các bạn, đó đường nước xung quanh nó nhiều không, thì mình thấy lòng này xài cũng chất lượng, mình tư vấn vậy thôi.
Thì trở lại là xúc bắp 19-22. Nếu mà bạn có kinh tế á, lúc mà làm xe thì các bạn nói người thợ là có xúc bắp mà ICS luôn, xúc bắp đen đây, cũng là size 19-22 đây. Nó đen là nó đã chui nhiệt, là xếp thép xịn ok. Khi mà cái cọ đâm xuống á, nó tránh bị tà những cái đầu xúc bắp đây. Là bạn xài lâu bờ nó không bị cháy, không bị tà, không bị lúng miệng ở đây. Rồi ok. Nha các bạn, đó. Một bộ như vậy là 600 mấy 700 các bạn, là mình báo đúng giá cho các bạn hết. Nha các bạn. Đó là những đồ tốt các bạn để đi. Tư vấn này là mình đang tư vấn cho những bạn mà mới biết chơi xe, chưa có biết về những cái bài mà đồ đạc mình đang đi nha các bạn. Đó. Thì lò xo đầu á, thì thường thường người thợ nó sẽ chọn là loại lò xo 2.9, nó lớn hơn này 2.8. Nó sẽ chọn 2.9 và 3.0. Nha các bạn. Nặng quá thì sẽ bị dễ bị hư xúc bắp tà đầu. Nhẹ nhẹ quá thì sẽ bị ré lò xo nha các bạn. Thì chọn cái loại phù hợp là 2.9 nó 3.0 nha các bạn. Đó. Dặn là đi. Còn cái cam của bài này thường thường là đi cam 5.5 ly. 5.5 ly gói nhọn. Nha các bạn. Gói nhọn. Cam 5.5 ly gói nhọn. Gói nhọn là cho đề ba rất là cao. Nha các bạn. Mình sẽ sắp cam 5.5 ly gói nhọn. Nếu mà thì thường thường mình cũng nói thêm luôn, cái cam mà gói nhọn thì cho đề ba, còn cái cam mà gói bầu thì nó sẽ đi hậu. Nha các bạn, nhưng mà đề ba thì nó kém, nhưng mà đi hậu thì nó rút nhiều hơn là gói bầu. Gói nhọn thì đề ba rồi ok. Thích hợp cho những xe đi trong thành phố. Nha các bạn. 5.5 ly. Gói cao hơn cái mấy bài nãy là 5.2 ly. Nha các bạn. Còn bình xăng á, của bài full mắc cho 50 này thì nãy mình nói cũng đi mấy bình, bạn nên đi Uma 28 cũng được, hoặc là đi bình Coso 30. Các bạn, Coso này cũng trong chung với hãng thì ICS đi ra luôn đó. 30 các bạn. Đó, hoặc là đi kinh tế thì bạn cũng đi bông mai cũng được. Các bạn, nhưng mà nên chọn những bình ga dẹp. Ga dẹp đây. Con này ga trụ. Ga dẹp á là dặn ga nó nhạy, nó đi hơn rồi là ga trụ các bạn. Đó. Đó. Thì cái bài gọi là full max 150 có rất kinh trọng cái bài này, chèn kim nó có thể là đến nếu mà đo GPS là 148. Còn tính tốc độ là khoảng ngoài 150 mà lên rất là lẹ. Còn cái bài nãy bài bền nãy là thường thường là cầm cỡ 140 trung bình. Bài này còn ngoài này trên 150. Đó các bạn, là full max 150 luôn. Đó các bạn, power của nó luôn đó. Là hết bài của 57 đó các bạn. Đó. Là làm hết bài. Dên, chúng ta thường đi dên chin hết, không có đi dên đôn, dên chích này nọ các bạn. Nó tổn máy các bạn. Đây là những bài bền mà độ bền gọi là 8-10 với dên các bạn, không có phá máy. Cây cam mình chọn coi cam gói nhọn, bởi vì cam gói nhọn nó kêu hơn cam gói bầu. Đó các bạn. Đó là tư vấn cho bạn đó. Đó. Thì cũng những loại bình xăng chúng ta chọn là Uma, Coso, Bông Mai Thái. Đó các bạn. Thì đối với cái bài mà full mắc 150, chúng ta nên đi bình xăng hỏng 28 đổ lên là ok. Hỏng 28-30. Đó các bạn. Đó là mình tư vấn các bạn chơi xe đúng chỗ, đúng đồ. Đó các bạn. Thì nói như vậy full mắc 150 mà không lẽ mình lên full mắc 150 mình đang đi 57, không lẽ mấy bạn đang 57 mà bích tông đồ lõm á, đang đi chở zin mà muốn nâng cấp lên full mắc 150 trong, không lẽ bỏ, phải bỏ nguyên cái lòng, bỏ lòng này thay lòng này. Không cần đó bạn. Chúng ta vẫn giữ được cái bích tông mà giống như bạn đang đi lòng vision chở zin số bắp zin. Các bạn muốn nâng cấp lên bài full mắc 150 này á thì các bạn không cần phải bỏ cái lòng vision. Chúng ta có thể dẫn nó lên mắc số bắp lớn nó bạn, hoặc là đi số bắp lỡ 18-20 nó bạn, hoặc là 19-22 vẫn được, dành cho bích tông vision này. Chúng ta móc mắt ở đây, móc mắt 4 mắt bích tông để số bắp bự nó đụng bích tông này, và chúng ta sẽ dẫn đi được cái bài cam có nhọn này sắp theo dần hơn, tùy theo cái cam mình sẽ sắp dần hơn lại chảo, là sẽ ra chảo cạn giống như vậy. Vẫn nóc xả vẫn đi được cái bài này các bạn. Tuy là cái dàn hơ của chế lõm nó không căng bằng cái này, nhưng mà tốc độ vẫn gọi là ngoài 150.
các bạn. Thì thằng này căng á, nó cho dòng hơi nó có độ đua bơ rất kinh chút xíu các bạn, thì nó căng hơn, nhưng mà đi xa thì nó sẽ thốn hơn này. Thằng này đi xa thì nó khỏe hơn, cái độ bền nó cũng gọi là cao nha các bạn, vẫn làm bài full max 150 số bắp lớn này được nha các bạn. Nhớ mình tư vấn cho bạn đúng chơ đúng đồ nha các bạn, lò xo này nọ đó, nên nhớ những cổng lò xo ngoài thị trường rất là nhiều lò xo, nhưng mà lò xo lò á là 2.8, 2.9, 3.0 nằm trong cái bài mà 57 dinh dinh mà full 57 như thế này. Các bạn chơi xe các bạn phải chọn đúng cái giá dao động từ cái bài 57 á, mình phải nói cho bạn không bị thuốc. Nó từ 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 8 triệu ấy. Nó vòng vòng trong đó. Tùy độ bạn chơi như là đồ xịn rồi đó, súp bắp xịn, bình sân xịn, nó sẽ dao động giá. Thì đó mình tư vấn cho bạn chơi đúng các bạn. Trung bình bài bền mà không cơ khí như vậy là 5 triệu mấy rồi các bạn. Nhưng mà khi các bạn muốn lên mà đồ xịn thì nó có giá rất là cao, như nãy mình nói cái bình xăng B lớp DK đó, nó tới 3 triệu mấy giá. Thì bạn có kinh tế bạn cứ hút thẳng mấy bình đó. Như lọc gió chủ có Canen 900 mấy nha các bạn. Đó, như lọc gió thường thì cũng gần 100 mấy là chơi được rồi. Nhưng mà bạn thích đồ xịn thì mình sẽ tư vấn đồ xịn tất cả luôn. Nhưng mà đồ xịn á, các bạn nên nghiên cứu nhất là cái bình xăng á. Bình xăng các bạn đừng có tiết kiệm bình xăng nha. Cứ đầu tư cho bình xăng, tại bình xăng nó tác động vô rất nhiều cái dàn hơi các bạn. Nó cảm giác dặn xe đi rất là nhiều các bạn. Nó cho bạn cảm giác rất là nhiều. Đó. Nó nãy giờ mình tư vấn các bạn là cái bài mà không cơ khí và cái bài cơ khí móc nạp xả đó, full max đó. Các bạn chơi xe các bạn phải chọn đúng đồ, đúng nhất là bình xăng các bạn. Còn xúc bắp này các bạn có thể đi xúc bắp tiện vẫn được, hoặc là tốt các bạn sợ xe sau này mà xúc bắp này nọ bạn nạp nhiều quá thì bạn nên đi xúc bắp xịn đỡ chống tà nha. Còn cây cam thì mỗi lò mỗi khác, nhưng mà mình sẽ chọn đúng cây cam, nó không có kêu cho các bạn là chạy và gọi là cho dàn hơi phù hợp với chảo diêm mà vẫn đi được chế lõm luôn. Cái lõm vô thường thường người ta sẽ nói là bị mất hơi, nhưng mà bạn biết dàn hơi là cam, chảo, bít tông. Nếu như hàng này vô hàng này mất hơi, chúng ta sẽ phải điều chỉnh bằng cây cam lận. Nghe bạn, cây cam của mỗi lò mà khác nhau, mình sẽ chọn cây cam có dàn hơi cho hàng này luôn. Nghe, thường thường đi cái trái người ta sẽ đi bít, nếu mà full 150 số bắp lớn này nọ đó, người ta đi trái lòi để cho lấy dàn hơi lận. Nghe các bạn, nhưng mà mình vẫn sắp được cái trái lõm cho bạn, giữ lại cái lòng cho bạn. Các bạn nào đang đi dinh zin mà chảo zin mà bích tông mà 550 zin nữa, mình sẽ sắp dàn hơi thành full cho 50 cho bạn cũng được, tiết kiệm cho bạn cái lòng. Nhớ các bạn, hai bài bền nhất 57 này các bạn nên lựa chọn đúng độ, chơi đúng độ các bạn. Mà mình nói cái cuối luôn, hạn chế chơi 62. 62 không có bền như các bạn tưởng. Rồi sẵn mình giới thiệu các bạn web bán đồ của mình các bạn. Đó, các bạn lên web bạn gõ vietnamracingshop.com. Số điện thoại địa chỉ mình đây, và những món đồ cần mua các bạn có thể, các bạn thợ tỉnh xa mà cũng đủ đắp đồ theo bài, theo muốn có bài thì cứ việc tư vấn mình, bóc mình có thể bán đồ theo giá thợ theo bài cho bạn ráp tự làm xe cũng được nha các bạn. Thì mình mới cung cấp một số sản phẩm chính, có cầm lò, lò xo lò các loại, các bạn có thể tham khảo các bạn mua đồ cho tự ráp mình sẽ tư vấn các bạn nha các bạn. Các bạn đây web này vietnamracingshop.com các bạn. Đó, những món đồ mình có bán đồ lồng 62 là cam cò là xo, tất cả đồ máy của em các bạn nha các bạn. Nó lồng vi sinh xúc bắp mô bin bình xăng mà đáng hết. Bạn nào mà làm xa mà cũng mua nhu cầu mua về cứ việc ủng hộ mình, mình sẽ gửi ship code toàn quốc cho bạn hết luôn các bạn ship rồi bạn nhận hàng bạn trả tiền sau cũng được các bạn. Cái việc liên hệ mình lên đây bạn tham khảo.